Nhưng bọn em mà đi lấy chồng thì vẫn phải có trách nhiệm chăm con chứ. Không 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 bỏ con như này bao giờ đâu. Không có bỏ con cái Thế không là nhớ đi giờ mình vui phải sắp bên xếp bên thôi. bên bên nhà chồng như này đâu. Bà này nó rất là, bà chị này là phải rất là rất vất vả. Chồng chồng của từ trước là về nhà nó vắng nghèo, bây giờ lấy chồng thứ hai này vắng Cũng vẫn nghèo vắng đúng không? vắng nghèo, Thế thôi. làm cái gì vắng vất vả. Nói chung là chồng một mà đã giàu rồi ấy, thì lấy chồng hai thì sẽ giàu. Và bảo Thường thường em thấy thế. Kể cả số nó đã nghèo rồi thì lấy chồng hai thì nó cũng không khá hơn được đâu. ví dụ số mình không may rồi. Đấy. Số Số không may rồi, số mình là số không may rồi không may thì rồi thì rất vất vả. Xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Minh Hiếu. Chỗ này là xử lý rồi đúng không? Chúc tất cả mọi người có một ngày mới thật nhiều sức khỏe hạnh phúc. Hiện tại thì Minh Hiếu đang có mặt ở nhà em Bình Nhi một côi. Hôm nọ Minh Hiếu lên ấy thì cái chỗ nước này đình đáng này đã cũng đã nhờ anh Pháng là bảo mấy hộ gia đình quanh quanh đây là sử dụng nước là hộ em Bình Nhì một tí để đánh cái ránh này. Cái này là phải chống lên cơ, bị trùng hết rồi. Hôm nay thì Minh Hiếu tiếp tục đồng hành cùng anh Pháng trưởng thôn vào nhà em Bình Nhì để xem hai em sinh hoạt ăn ở như nào. Vườn rau thì như kiểu gà và bới. Đấy, giống rau của cô Mạnh Thường Quân ở Tây Ninh gửi cho Minh Hiếu. Tuy nhiên là các em trồng là không có phân, không xin được phân nên là không tốt lắm. Dê hôm nay thì thả đi rồi. Ồ, chào anh nhá. Anh vừa sang đây à? Anh vừa sang đây à? Không, em có về một À. tí rồi về Lia Bình đâu? Ấy da. sáng. Ở đây. Quần mới à? Đứng lên xem nào. Đứng lên. Đứng lên xem nào. Úi dồi, sao lại quần lấy đâu về đẹp đấy? Đấy. Ô, sao cái này là đen hết xì hết rồi này? Hả? Hôm qua gội đầu chưa? Có gội đầu không? Có gội đầu không? Có gội đầu không? Gội đầu ôi là này ấy. Rồi. Vâng. Đây em ngồi đây rồi. À anh hút thuốc à? Đây hai đứa mình ngồi đây xem nào. Mất đâu tả thế? Mất tả là out từ đó. Mất nó bẹt chỗ. Đây anh Phán ngồi đây. Có một cái ghế nữa mà. Lấy vào đây. Mình chỉ mua đây à? Rét mướt lại sắp đến Tết rồi nhỉ. Đấy. Hôm nay là bắt đầu mới được gặp ba mẹ. Người mẹ của Bình Nhì đấy. Đây cô về ngồi đây cô. Hôm nay là ở đây chị gái của anh đúng không? Phải chị gái không? Thế là trước sau chồng chồng chết là bỏ đi lấy chồng khác à? Chồng chết rồi nó bỏ lấy chồng khác là chồng có
Xem có hai con chó này là xem đó là chú chó nào thì nó bảo với chú bảo ý con này kêu người già của chú bảo phải tao xem đi lấy chồng được bao nhiêu năm rồi không biết nói cho phá lâu năm à binh gà này gà hàng xóm ở đâu về đây tí nữa lại đun nước thịt luôn. cô này đi lấy chồng được 4 năm rồi. Năm năm rồi. Đây là chồng chết cái là đi lấy chồng luôn. Chồng mất được 2 năm thì đi lấy chồng. Chồng mất được 2 năm xong là đi. À. Okay. Hôm nay là về đây là thăm con à? Vâng. Hôm nay là anh hỏi thử hôm nay là về đây thăm con à hay là về làm gì? À cái đàn hát ta có thể tận nhà. Về thăm con à? Thế là cứ lấy chồng cho là để con như thế này không ai chăm sóc thì chỉ lo lên bản thân mình thôi. Khổ chưa? Đi lấy chồng có nhà giàu không? Giàu gì vậy? Nghèo thôi. Nghèo à? Nghèo. Nghèo lắm à? Đi lấy chồng mới thì phải lấy chồng giàu giàu tí chứ. Không giàu luôn. Cơm không đủ ăn ấy. Cơm không đủ ăn. Thế chắc có cơm không đủ ăn nên là mới không lo cho con được. Bây giờ nó nhà của nó còn 4 năng bao tải bao cạn bao to bao cá kia còn 4 năng bao ngu rồi mà bây giờ nó chỉ đến một làng đấy thì chắc không đủ ăn đấy. À thế là lấy chồng ở làng khác à hay đây vẫn là lấy làng này ở trên làng mình à. Thế mà ở gần này cũng không ngó nghiêng chăm sóc con cũng mệt đấy nha. Dịch của mình thì là phải có gia đình rồi thì không chăm đi chăm sóc được. À, đi lấy chồng khác là không được không chăm con nữa. Không chăm sóc được. Thế là kệ con như thế. Đi chăm sóc hai gia đình thì rất là khổ nữa. Không chăm sóc được hai gia đình. Đấy, tưởng đi lấy chồng là sướng đúng không? Nhưng mà lại lấy chồng khổ à? Khổ chứ. Đi lấy chồng bỏ gia đình mình nó vứt đi lại đi lấy chồng băng nghèo. Là chị bòi. Cái chiếc này cho là thế mà. Mời anh uống nước. Em mời anh uống nước. Nói là. Em mời anh uống nước. Em mời anh uống nước. Ừ. Em mời anh uống nước. Em mời anh Phán uống nước. Phải học chứ. Dậy suốt rồi. Cũng hiện tại là cũng khá là rét. Đấy. Mình hiểu thì hôm nay tiện lên đây có việc chút. Mình sẽ qua nhà hai em luôn. Dê là thả đi à nhỉ? Tu si đâu? Cho một nó thì tu si hôm nào cũng thả đi à? Thả rông à? Đấy, thật sự là hai con dê là hiện rất là béo. Béo tốt phết mùa đông. Mùa đông này nó ở trên cao này nó rất là lạnh. Dê bò thì gầy, dê thì lại béo. À, dê lại béo à? Ừ, dê lại béo. Mùa hè thì dê lại gầy. Hôm nào, ví dụ hôm nào mà anh bảo hai đứa hôm nào mà dê đẻ thì gọi em lên nhá. À vâng. Nào dê mà đẻ con ấy. Vâng. Một con là đang chửa rồi sao đúng không? Một con là đợt nọ bị sẩy rồi. Vâng. Thì sai con này. Một con bị sẩy rồi. À, đẻ ra lại vâng. Chết nhỉ. Ờ uống nước đi. Đấy hôm nào dê đẻ thì anh bảo hai đứa gọi em lên để em quay phim một chút gửi cho báo cáo cô Yến kết quả. À, cô gửi gắm
không có là các cô gửi tiền để mua dê cho nuôi vài năm mà chả có con thì cũng không được. Hy vọng là sẽ có con, để ra nhiều con để có thêm tài sản cho hai đứa. Mới đây thì Minh Hiếu cũng mua cho hai bé cái con bò ấy. Con bò là vẫn ở chuồng hay là hôm nay là thả đi? Ta là như phụ này. Vẫn ở chuồng à? Có thả đi bao giờ không? Thả thì mấy hôm nay nó lạnh 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 quá thì thả đúng đi thì không khoang được cỏ thì ở chuồng lấy cỏ về cho nó ăn. Lấy cỏ về cho ăn à? Cho nó sớm tí cho nó không lạnh. Đấy, đợt nọ thì Minh Hiếu bảo là vào để cùng các em làm cái nhà tắm sau khi được đầu tư cái tech kia, nhưng mà do thời gian hiện tại thì Minh Hiếu cũng giúp khá là nhiều hoàn cảnh và còn rất là nhiều hoàn cảnh cần giúp đỡ nên là Minh Hiếu cũng không vào giúp hai đứa được. Mấy nữa là gần đến Tết thì Minh Hiếu sẽ sử dụng cái số tiền như video trước Minh Hiếu cũng đã nói đấy, là tiếp tục nhận được số tiền của cô Mạnh Thường Quân ở Thái Nguyên gửi cho hai em 1 triệu đồng, thì Minh Hiếu sẽ dùng cái số tiền đấy để tới nay là sẽ sắm Tết cho hai đứa một chút, không có là bây giờ là mua cho là ăn hết là cũng Tết là hết hết phim đấy. Và cái này là năm nay bán đắt quá. Đây thì năm nay bán đã có gạo nếp thì là phải một bao nó khoảng gần 1 triệu rồi. Ở đây có ăn ăn gạo nếp không? Có. Nếp thì nghèo bao nhiêu bán nghèo bao nhiêu bán phải đi tìm được một hai xin gạo nếp về ăn Tết. Ăn gạo nếp á? Ờ. Yến sinh họ ban Yến. Tính thợ ếm thì là phải 4 năm ếm. À, Nhi ơi, gọi mẹ về đây, gọi mẹ về vào trong này không? Nói chuyện với người mẹ một tí là. Nhớ cái này hay luôn. Thế đi lấy chồng có thương con không? Chúc phúc. Nhà con dễ nói tới mà. Anh Phán khiến gì hộ thì lấy chồng có thương con không? Khi mù dắt gì thì không thu gạo nữa tôi hả? Lôi ở hả con ta từ 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 nó là thì ta trong trong hồ lúc cái đó nó chỗ đấy ta thấy chi phải cắt cho trong cái từ từ không có, nhưng mà phải chồng kia không cho vào đây nhiều nhá. Chồng kia cấm à? Vâng. Không cho vào đây nhiều à? Ừ. Thế là con nó còn chưa lớn thì cứ bỏ như thế thôi. Vâng. Đấy, tức là thiếu trách nhiệm mọi người ạ. Đi lấy chồng rồi, lấy chồng mới rồi. Chồng vừa chết được 2 năm là sang chuyển sang lấy chồng hai luôn, lấy chồng mới. Và cũng coi như là cũng đi biệt tăm luôn. Ngày hôm nay lên thì Minh Hiếu mới có cơ hội để gặp cô ấy, chắc có tuổi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hát tàu sung. Đấy là phải 1983 năm nay là 39 tuổi. 1983 thôi á? Ừ. 83. Ừ. Alo, thế thì nhìn già cứ tưởng là như kiểu là 60 tuổi ấy. Bằng tuổi anh thôi mà. Bằng tuổi anh á? Bằng tuổi anh ấy. Bằng tuổi anh mà thế nhìn già như kiểu là 60 tuổi. Bởi vì gia đình nó không có, gia đình rất là nghèo thì là phải rất là vất vả nhiều. À. Ừ, rất là vất vả nhiều thì không ăn uống không đủ nữa. Ăn uống không đủ nữa thì nhìn thì mới già như thế. Đấy mọi đấy mọi người nhìn này. Cô nhìn chả đây phải gọi tuổi cô rồi. Đấy. Ừ. Nhìn phải như kiểu 60 tuổi rồi. Ừ. Như kiểu Isa IOP Plau chi chậu. À, 60 tuổi là chậu gì nhỉ? 60 tuổi là chậu chiều sung. Đấy.
Đúng thế mà. Không, nhìn giống cô giống thế không? Vất vả quá. Vất vả quá. Lao lực quá. Đấy, nếu mà như kiểu dân tộc khác ấy thì khả năng ít mà có đi lấy chồng ấy, như bọn em ấy. Như bọn em mà đi lấy chồng thì vẫn phải có trách nhiệm chăm con chứ. Không 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 bỏ con như này bao giờ đâu. Không có bỏ con cái không là đi vui bên 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 nhà chồng như này đâu. Bà này nó rất là chị này là phải rất vất vả. Chồng của từ trước là về nhà nó vắng nghèo. Bây giờ lấy chồng thứ hai này vắng cũng vẫn nghèo đúng không? Vắng nghèo. Thế thôi. Làm cái gì vắng vất vả. Nói chung là chồng một mà đã giàu rồi ấy, thì lấy chồng hai thì sẽ giàu. Thường thường em thấy thế. Kể cả số nó đã nghèo rồi thì lấy chồng hai thì nó cũng không khá hơn hơn được đâu. Ví dụ số mình không may rồi. Đấy. Số không may rồi, số mình là số không may rồi thì nó. Số không may rồi. Ăn uống không đủ thì tìm được cái gì để ăn cái đấy. Ở đây thì em thấy cũng chả có làm cái nghề gì khác ngoài trồng ngô cả. Không, đúng không? Phải là nghề, nhà nào mà chịu khó một tí thì còn nuôi thêm bò đúng không? Trồng mấy cái rau, còn nhà nào lười lười thì coi như là cũng không có luôn. Cũng không làm luôn. Thế ở trên vùng cao này không biết làm cái gì, vẫn làm thế đâu, không biết làm cái gì. Phải nói là cũng khó. Đấy. Khó cho bà cô này. Do nói chung là do nhu cầu con người khó nói. Ở thì không ở được, ở chồng thì không còn nữa, đi lấy chồng hai. Lấy chồng hai thì bây giờ chồng hai lại không cho là sang chăm sóc con cái à? Như kiểu là có phải thế không? Không phải thế, là phải có gia đình mà không có được ai làm việc ở trong gia đình nữa thì cũng nghèo nữa đúng không? Cũng nghèo, nó không đi chăm sóc được. Nhà kia cũng nghèo nữa đúng không? Nhà kia vắng nghèo nữa, không có cái gì. Đấy, nên là cũng không nói chung là không chăm sóc được. Không chăm sóc được. Chăm sóc nguyên nhà kia là đã mệt rồi, đúng chăm không? Chăm sóc nhà này nó còn nhà kia, chăm sóc nhà kia còn nhà này. Nhưng mà cứ để con bơ vơ này là cũng không được. Gánh nặng cho xã hội. Vâng vâng. Đúng không? Ví dụ là phải hai đứa này là phải ăn uống đủ thì có ăn đủ uống đủ thì lớn lớn rồi đấy, không bé như này thôi. Học thì không đi học đấy. Anh xem mỗi lần anh em mình vào đúng không? Rất là khó. Anh em cũng rất là nhiệt tình rồi. Thật sự là anh Pháng rất nhiệt tình. Một là anh trưởng thôn rất nhiệt tình. Cũng đồng hành cùng Minh Hiếu rất là nhiều chuyến để vào giúp đỡ hai bé Bình Nhì. Còn thực ra thì mà nói thì anh em đi làm thiện nguyện cũng hết cỡ, hết sức rồi. Tuy nhiên là còn cũng phụ thuộc nhiều thứ. Đây nguyên mẹ còn không chăm sóc. Không chăm sóc và chỉ biết lo gia đình bên đấy thôi, con cái thì cứ để như vậy. Còn Nhì thì cũng không được có cơ hội đi học, nói tiếng phổ thông thì không biết. Bình thì được một hai câu hỏi cũng không hiểu đúng không, nên là khó đấy. Em nói không sai đâu mà. Nếu mà sau này mà em hai đứa này mà nó không đi học ấy thì cũng chỉ là ở nhà, là ở nhà thôi. Không thế là không hỏi thì đi đâu vẫn khó với bà cho mình có mình đi bây đâu giờ ra xã hội là phải nói tiếng phổ thông rồi, thậm chí là họ còn nói tiếng nước ngoài rồi ấy. Đấy, bây giờ là bây giờ mà mình đi những cái khu du lịch hoặc là đi những cái chỗ mà phát triển du lịch nước ngoài, du khách nước ngoài người ta vào nhiều còn nói toàn tiếng Anh cơ. Giao tiếp bằng tiếng Anh cơ. Chứ không phải nói tiếng Kinh nữa đâu. Nói tiếng phổ thông đâu. Tiếng phổ thông là chuyện bình thường. Bây giờ mình đi xuống Du Già này thôi. Xuống Du Già Hôm Tây này thôi. Phải biết một ít tiếng Anh ấy. Tiếng nước ngoài ấy, tiếng ngoại ngữ ấy thì mới được. Không có là khó lắm. Khó giao tiếp. Chứ nói đến tiếng Kinh, mình còn chưa học được tiếng phổ thông thì khó. Không làm gì được. Bây giờ làm phải ví dụ hai. Biết anh đi làm anh biết đúng không? Có mà. Anh đi làm anh biết, anh ra ngoài anh không nói được tiếng phổ thông thì làm sao mà ai nhận anh làm việc? Người ta bảo anh đi lấy cái này thì anh đi lấy cái kia thì làm sao mà làm được? Đúng không? Em bảo con nên làm phải đi làm gì nhỉ? Đấy. Thế đó.
Tốt nhất là phải nói được mấy câu. Rất là khổ. Nói được mấy câu. Và Minh Hiếu thì cũng đã cùng anh Pháng cũng đã giúp đỡ rất là nhiệt tình, rất để hết cỡ rồi. Để các em mong rằng các em có một cái cuộc sống tốt đẹp, để thay đổi cái cuộc sống hơn. Tuy nhiên là cũng gặp phải nhiều cái vấn đề. Đấy. Nhiều cái vấn đề để khiến anh em cũng chưa hẳn là giúp hoàn hảo được. Tuy nhiên là cũng vẫn ngon hơn nhiều hoàn cảnh khác. Đấy. Nhiều hoàn cảnh khác còn mơ ước có một đôi dê, có một con bò còn rất là khó rồi. Anh em mình cũng rất là hết cỡ rồi, hết sức rồi. Ngay cả những hôm, cái hôm mà mưa như thế mà hôm đi mua con bò ấy, anh Pháng cũng rất là nhiệt tình đi để giúp đỡ hai em. Mẹ thì không thấy đâu cả. Hôm nay bắt đầu mới có cơ hội gặp. Và thế này nha cô nha, anh nói lại với cô nha. Đấy, thì những cái chuyện quá khứ thì không nói nữa. Ngày hôm nay gặp cô ấy, đúng. Thì mong rằng là cô sẽ có trách nhiệm là chăm hai đứa này. Đấy, anh nói lại, anh Pháng nói lại đấy, nói với cô đấy. Tại này giờ thì tôi sẽ tay là cái tôi sẽ tay là cái mì xà ăn nhé. Không thể bỏ bê cái này được đâu. Nên cái tên này khi nó dự ý xa ta tạo nghĩa tạo hồ lưu tạo nghĩa khó nhận này dự ý xa ta là cái hà nó tua là xa này. Bỏ này nó có ngày chết đói đấy. Và tao biết rồi. Để khu ở xa ăn là đây là xa ăn là hồ lưu nó xa ăn là thế cho nó biết là phải nói tiếng Mông. Tiếng Mông thì em lại không biết nói. Đấy là chỉ nhờ anh Pháng dịch lại thế. Là từ ngày hôm nay trở đi là phải có trách nhiệm là chăm hai đứa này. Không có là nó chết đói thật chứ. Đi làm gì được, trẻ con như này đi làm gì được mà không có một cái tí trách nhiệm nào. Chỉ biết cái cuộc sống của bản thân mình thì hơi khó. Và phải cho cái bạn này đi học mù cả cả tao đi. Cần tao à. Nhi ta. Tao đi mù cỡ. Ừ. Đi mù chế. Nhi nhu này à, chế nhu, thế chế nhu cái mà. Không mù cả tao được. Nói xem nào, Bình nói một câu đi nào. Cháu chào các cô, các bác kia nào. Hay lo cho nào. Ờ à, đấy. Lâu lâu không nói sợ quên nhá. Ừ, đấy, lúc quên là... phải nói suốt. Và hôm nay mình Hiếu vào đây thì cũng thăm lại các em thôi. Vô tình là gặp người mẹ này. Người mẹ của hai đứa này. Từ cái hôm mà mình Hiếu làm chương trình vào đến giờ là có một lần mình Hiếu gặp. Hôm mà gặp vào để lấy đồ ấy. Đấy, từ hôm đấy là cũng chưa gặp cô bao giờ. Cô thì còn trẻ thôi, nhìn rất là già, cuộc sống quá khó khăn. Nhìn 83 thì năm nay là 39 tuổi thôi. 39. Sang năm mới 40 tuổi. 40 tuổi chưa được 40 tuổi đâu. Nhưng mà nhìn đấy. Sang năm thì 40. Nhìn bà, nhìn cô như 60 tuổi, 60 tuổi đấy. Rất là già. Phải nói là chắc là cuộc sống khó khăn quá. Nên là người cũng già theo. Tuy nhiên là tuổi tác thì còn rất là trẻ. Và mong rằng là cô sẽ chăm sóc hai đứa. Biết rằng là đi lấy chồng là khó rồi đúng không? Bây giờ đi lấy chồng ở nhà chồng kia là nó không cho thì chịu thôi. Nó không cho chăm sóc con thì chịu thôi. Cứ con cứ để bơ vơ này thôi. Nhưng nói như vậy thôi, chắc lần sau lên lại cũng khó gặp, có cơ hội gặp cô. Vâng. Nhưng mà Betty như này nó đi làm lao động cái gì mà không biết làm. Bây giờ 15 tuổi thì 16 tuổi chưa đi được đâu.
thì làm để lọt được cái gì nữa, phải làm nên ngu mà phải làm không được, làm nên cái kiểu mà không làm được. Ê. Nghèo như này thì vắng nghèo hết cả đời, đời không ai, không ai giúp thì vắng nghèo hết cả đời. Bây giờ là có dê rồi, có bò dê, rồi, nếu mà chịu khó sau này là sẽ kinh tế là sẽ lên. Vâng. Nhưng phải chịu khó. Chịu khó chăm sóc. Giỏi lắm thôi, cũng ở đây là loanh quanh là chỉ đủ ăn thôi. Không có điều kiện được. Bởi vì ở đây cũng chỉ làm nương, ngoài làm nương không thấy, em thấy không làm gì cả. Vâng. Không thấy làm gì cả. Mặc dù là đất rất là rộng, ở đây có thể là trồng cây ăn quả hoặc là trồng rau đi xuống dưới kia bán này cũng được mà, đúng không? Vâng. Xuống trung tâm chợ chỗ già kia. Vâng, bán được mà. Trồng đậu, cái mùa vào đậu, đậu vào mùa đấy. Em thấy đợt nọ trồng đấy, vâng, rất là được. Tốt trồng đấy. Bây giờ phải hướng về kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường. Chứ cứ loanh quanh loại quần nuôi mấy con dê, mấy con gà thì cũng khó lắm. Khó có tiền lắm. Cuộc sống nó sau này các em cũng vẫn thế thôi. Không thay đổi được. Rồi, mình Hiếu cũng xin khép lại video đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi những cái phút video của mình Hiếu. Hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình mới. Khả năng là sẽ khá là lâu nữa mình Hiếu mới có dịp trở lại nhà em mình nhỉ. Chắc là trước Tết, trước thềm năm mới, mình Hiếu sẽ sử dụng số tiền của quỹ nhà hảo tâm để mua những cái món đồ thiết yếu để cho hai em có thể đón Tết. Còn bà cô này thì chắc là lại về nhà chồng thôi. Khó có cơ hội để ở lại chăm sóc các con lắm. Cũng rất là khó. Đi lấy nhà nghèo thì cũng không lấy gì để chăm con được. Vâng. Chưa chắc nhà đã có gì ăn. Nhà nó không đủ am nữa thì không nhà vắng, gia đình của nó không đủ am nữa thì không chăm sóc được con. Đấy. Không lấy cái gì để cho con am. Ví dụ của nhà giàu thì nhà am cái gì thì chê cho một phần cho con am thì mới được. Nên là nhà nghèo thì cũng chịu thôi. Nhà nghèo vắng không biết làm cái gì rồi. Và đấy, tới này là các em nếu mà có điều kiện nuôi bò, nuôi dê lớn này thì sẽ tự thay cái mái nhà này. Bên này thì bên ngủ này mình Hiếu đã xử lý bằng những cái tấm bạt rồi. Là không dột nữa. Còn bên kia thì vẫn còn dột. Bên kia thì vẫn như thế mặt trời. Bên kia không ở. Và cái giường kia hình như là cũng bị dột đấy. Chắc chắn là dột, mưa to là dột. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình Hiếu. Mình Hiếu xin tạm dừng video ở đây. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.